này là ok. Ok dâu ơi, là... dâu ơi đi nhậu dâu ơi. Mời hai vị huấn luyện viên sẽ lên thị phạm, nhưng mà riêng huấn luyện viên Kim Duyên thì chắc là sẽ phải cởi giày, tại vì góc giày á gãy luôn rồi. Con tim anh nghe lần lần lên tinh thần đông nhà ngôn nhân, nghe anh đi công phân. Công thức thể hiện như bông lửa chùa, chai công thức chơi là phải chất, không phải nữa. Chân dài quyến rũ bờ mông, chơi hết số mà em bước. Could I be better than a king stony? Be smile better than your skin start bleeding. Mặt thở dài và hắn nói là nửa mơ anh đã tới rồi. Để đến những nỗi đau. Yeah, dun 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 dun.
sao phải lại. Bao giờ chị lấy kim duyên ạ? À không, vấn đề mọi người ai cũng bảo là vấn đề không phải là chị mà vấn đề là chị Mô Thủy. Đợi mọi người dù biết chứng có cơ hội, điều gì yên tâm mà giữ im lặng, muốn phen người chút lên đôi vai này. Dù ngày mai còn cần anh không, một vòng tròn tối tăm không sao lối. Đó là những gì mà anh phải kiếm đến tất cả đau đớn. Nhưng mà riêng của đi Kim Duyên thì chắc là sẽ phải gửi giày, tại vì góc giày đó gãy luôn rồi.